Chào mừng mọi người đã quay trở lại với lồng chim Minh Ống Mít. Thì hôm nay em Minh Ống Mít vừa mới xong thêm một cái cây lồng chìa lửa full tre rất là già luôn. Và cây lồng này cực kỳ đẹp và độc. Cây lồng này là chạm trúc nha mọi người, chạm mắt trúc và trúc đẹp, trúc lượng full cây lồng ở cái viền á, và kết hợp với lại độ sừng bò và chạm chân độ ớt tan luôn. Nói chung là đây là một cây lồng rất là VIP, lồng lửa nha mọi người. Và cây trong hình mọi người coi, đây là cây 92 nang. Thì ngoài cái size 92 này ra thì em Minh nhận đặt đủ size hết, từ lồng nhỏ đến lồng lớn. Thì nếu mà anh em thấy cái mẫu sừng này anh em thích á, thì anh em có thể đặt bên lồng chim Minh Ống Mít ha. Size hoặc là nuôi chim gì đó, anh em có thể nhắn cho mình qua cái số Zalo á, hoặc là cái fanpage lồng chim Minh Ống Mít, cũng như là cái kênh YouTube nè. Thì bên mình sẽ đặt làm theo yêu cầu của anh em đặt ha. Ví dụ anh em thích size to, size nhỏ hay là chi tiết chỗ nào thêm những cái gì thì anh em cứ nhắn trực tiếp với mình ha. Thì mình sẽ làm theo ý anh em. Thì cái bộ trao này là các cái cục nặm đây mọi người thấy ha, bằng sừng ha. Bộ trao thì trao mắt trúc, viền thì viền mắt trúc. Cái nặm đây là cái bánh tiêu, đây là bánh tiêu chạm nai nha mọi người. Ha. Các cái vanh đây là đi trúc đẹp nè, rất là đẹp luôn. Và cây này là nóc đơn ha. Nóc đơn thì sẽ nhìn thoáng cây lồng hơn, nhưng bù lại thì nó sẽ không có nhìn, nó không có chắc chắn bằng cái nóc đôi đâu mọi người. Nếu mà chơi nóc đôi thì cây lồng nó cứng và nó chắc hơn nữa ha. Còn mọi người để ý các cái vanh đây ha, đây là cái cửa trên nè mọi người, đây là một miếng sừng luôn nha mọi người đó, sừng. Còn các cái vanh đây nè, mọi người để ý các cái vanh trúc đây nè, đi full hết cây lồng. Các cái vanh của cây lồng này là đi trúc lượng nha mọi người, trúc lượng nè, rất là thanh mảnh nhưng mà rất là đẹp ha, là đi full cây lồng trúc lượng như thế. Cái phần mặt tiền của cái lồng này nha mọi người, mọi người để ý nè, bộ chân của nó nè, nguyên một miếng sừng lớn chạm nai lồng thủng ha. Viền âm dương là viền trúc đẹp nè, đây là phù cửa nè, bộ cửa trên nè. Còn đây cái phần tan là ốp ba mặt sừng chạm nai vô âm vô trong cái tan luôn ha, rất là VIP. Và đây là cái phần tre, chất tre, cửa sổ, các cái vanh trúc. Nói chung đây là một cái lồng rất là VIP và đang có sẵn hàng tại lồng chim Minh Ống Mít. Đây là những cái lồng lửa cao cấp nha mọi người, anh em quan tâm thì liên hệ với mình ha. Mình sẽ làm theo ý của anh em. Đây là một sừng nguyên khối mà chạm cái bộ đỡ cầu cống nè, rất là đẹp. Mỗi một cái chi tiết là mỗi một cái độ đẹp và độ độc nha mọi người. Thì anh em chơi hàng đẹp hàng độc cứ liên hệ trực tiếp với mình, mình sẽ làm theo ý anh em. Bây giờ mình quay cho anh em thêm một cái mặt bên hông nữa, ba mặt ba chân. Sừng này thì không cây nào giống cây nào đâu nha mọi người, mỗi cây là mỗi một cái kiểu khác nhau ha, mỗi một cái màu sừng khác nhau, rất là đẹp và rất là sang trọng ha. Cái này mà anh em chơi những con lửa VIP một chút nữa thì khỏi bàn luôn. Rồi mình sẽ nhắc lại ha, mọi người có thể liên hệ với mình thông qua cái website là minhongmit.com hoặc là cái fanpage lồng chim Minh Ống Mít, cũng như là liên lạc qua các cái số điện thoại ở trên ha. Lồng rất là đẹp và 92 nang đang có sẵn, các size khác thì anh em vui lòng đặt, mình làm theo ý ha. Rồi anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.